Xin chào các bạn. Bà Tám mới thay đồ xong nè. Bây giờ mình đi ra cái chỗ hát nha. Cái tiệc nhà hàng Golden Sea, tiệc của TG á. Mình hát xong một cái là mình chạy về nhà, mình lại thay đồ áo dài, mình đi nhà thờ là đón Lê Quang với bé Két đi nhà thờ luôn. Chào bà Linh, lâu quá không gặp bà Linh, khỏe không? Khỏe. Lâu ơi là lâu luôn. Chào các bạn, chào ca sĩ Trang Thư. 5 phút luôn, lâu dễ sợ. 5 phút gặp bà Linh. Đội vàng cái thay đồ cái thì chạy liền luôn á. Ờ, hôm nay nó trúng cái ngày gì mình hên là có khoảng giữa này á. Hên có khoảng giữa này mới hát được cho bà Chi Di á, chứ hơi tiêu rồi. Lúc mà bà Chi Di hỏi ngày 12 bà có làm gì không, cái xong cái Tám mới nói cái ngày 22 muốn cưới với Ly, cái xong bà Chi Di nói không, buổi trưa á. Cái xong tôi nói buổi trưa đi lễ nhà thờ. Cái tôi hỏi mấy giờ, cái bà nói là từ 11 giờ tới 3 giờ. Cái bắt đầu tôi mới gọi với Ly, tôi hỏi liền, tôi nói ủa cái giờ của con là làm sao phải không. Cuối cùng cái biết là cái giờ thì cuối cùng mới nhận được là cái giờ này ở giữa nè. Giữa là vừa xong lễ nhà bé Ly là rảnh cái giờ này. Ủa nhà hàng nào vậy? Nhà hàng Golden Sea. Đúng rồi, đúng rồi. Hết cho tôi làm. Trời ơi, cái xanh xanh của tôi đâu trời. Nãy giờ quên ông nội ơi. Trời ơi, bạn tôi nhắn chiều nay ghé nhà nữa nè. Sinh nhật. Trời ơi, chết rồi. Nay cái ngày này luôn vậy trời. Trời ơi, đến chơi chút đi bà ơi. Sao đến được trời. Trời ơi, bữa tôi nhớ bà nói bà làm ngày 11 mà sao giờ thành 12. Trời ơi, tối 12 buổi tối là bây giờ tôi phải đi đám cưới. Đâu có bỏ được đám cưới. Mùa đám cưới từ 6 giờ. Ok. Giờ là mình nó nói là đi đâu có giờ được, mình phải làm ngày 12 không có giờ ngày được. Hello. Chị ơi. Bây giờ em cũng đang rảnh nè. Chị kể đi. Chị đó, chị nghĩ nên chị kể em vui lắm. Dạ. Chị ngồi chị thấy có một bài già chắc phải trên 70 á. Vô nhà thương tay máu me tung luôn hết. Cái người ta băng bó đỡ lại chờ phụ cháu emergency á. Thì sao bà ở nhà một mình, bảo xong cái cây đổ trước cửa nhà bà đi bà lấy cưa máy ra, bà cưa sao bà cưa như vậy. Trời đất ơi. Ôi lên hả, không thấy mũi luôn. Trời đất ơi. Thêm ông già nữa là hôm vừa rồi bảo cái đợt trước á thì cúc hiện rồi mắt mờ đi, sao bị té té xong rồi chật chân, xong rồi chưa khỏi cúp điện á, lỗ tim té, cái bị chật chân xong về nằm sao tôi bị stroke, trời đất, xong rồi về cái lần này bảo là của Milton lại cúp điện, té từ trên lầu té xuống, trời, mặt mày sưng húp lên, tím bầm lên, mà nguồn cứ khóc rồi chê đau á, mà ổng phải cỡ 80 mới, toàn là các ông bà già bị cúp điện xong rồi sợ, người bị cao máu tăng trong máu. Là ở mình đó, mấy cái người già đó ở mình đó hả chị? Mấy người ở mình mà không chịu xa tải, di tản, xa tán, sơ tán.
đó. Trời đi ở nhà xong rồi đến khi bị xong họ bị hoang mang chứ họ bị ấy rồi trời bão tuyết rồi người thì bị cúp điện rồi lụt nhà đó rồi treo lên bàn ngồi rồi không có ăn uống gì rồi bị ấy bị giống như là hết sức á thiếu nước á rồi bị thiếu nước trong người rồi bị sản rồi la hét rồi là phụ mà nguyên một trong những bệnh viện đó cái chỗ mà vậy mới chị gì ở ngoài cái hallway nằm lai láng như chị phải gọi giống như là cái này là bị lụt bệnh nhân ấy, bệnh nhân mà làm lụt nhà dễ thương luôn over luôn hả tội nghiệp lắm mà thấy vừa phần những cái tội nghiệp mà vừa phần đấy hai là tức cười bà già bà ngồi tại vì giờ họ trong đó phòng hết rồi thế là họ phải lấy mấy cái vạt họ che chắn chắn hallway họ làm thành phòng á để chị ngồi vào người cho bà nghĩ ngồi phòng bên cạnh á bác sĩ muốn bà kể là sáng là bà thấy xe nhà bà đầy đủ như vậy cho nên bà lấy cưa là bà cưa theo bác sĩ cái cô bác sĩ cô vậy chứ bà lấy cưa gì đó thì ta lấy cưa máy người ta cưa bà đang cưa để ta cầm xong nó trượt tay nó cưa vào tay bà trời đất vậy. Mà lái xe một mình tới nhà thương luôn trời đất ơi không mà già lắm rồi chị bảo chắc phải trên 70 tuổi để chỗ có công nhận với bà ăn cái ăn này để tới ông Mỹ xong rồi kể chuyện cho nhau nghe nhà tôi bị mất nước nhà tôi bị mất điện nhà tôi này kia biết mà dạ cái hồi kể nhau nghe mà mình ngồi mình vừa sốt ruột mà vừa tức cười anh cưới nhìn lễ xong rồi nhà đi về đó hả dạ bây giờ em đi hát cho chương trình tiệc của Chi Di rồi xong em về mới đi lễ nhà thờ lát trưa 2 giờ mới đi lễ nhà thờ xong rồi chiều tối mới là đi đi ra nhà hàng trời cũng bận rộn quá ha dạ hôm ngày hôm nay ngày hôm nay hơi bị bận thì đó thì bận cũng quên là hôm nay nha em đi cảm ơn chị nha chị đã chia sẻ cũng chúc mừng mà giờ cho chị là được bình an gấp gáp đi về nhà để coi nhà cửa mình sao đó thì đấy là một số người thì kiểu như không để ý cứ lo nhìn đường cây cối đổ cái nhà người này thế này kia đó thấy ngoài đường thấy lộn xộn kì dòm ngó rồi đụng thì xe đó. Trời đất ơi thì vậy đó thì chị cũng vậy coi như giờ là total loss luôn trời xe chị total loss luôn á hả ghê vậy quá wow, vậy mà chị không có sao quá đúng quá may mắn đó là mình phải tạ ơn Chúa gìn giữ trời ơi Chúa thương quá thương luôn đấy chứ là Chúa ơi. Giờ nó chị ê ẩm một tí thôi chứ không sao tại vì cái chỗ mà xích teo á cái xích teo nó kéo mình lại để nó ép người mình lại thì mình khỏi văng đi á dạ nó lật vô thì nó đau một tí vậy thôi dạ trời ơi quá may mắn chị thôi tạ ơn Chúa chị ơi cảm ơn chị nha dạ em bye chị dạ chị Hà này là ở ngay Tâm Bảo luôn á là hồi cái clip trước là tám có kể chị này nè là bữa clip trước kể bà đó là chị đó chị gửi cho tám mấy cái video mà bảo ngay nhà chị luôn rồi chị bị xe đụng đó chị đi sáng là chị đi chị bị xe đụng đó xe chị total loss luôn trời ơi vậy mà chị không sao chị hồi nãy chị kể mấy câu chuyện đó là chị đang ngồi trong nhà thương á lúc mà chị ngồi trong nhà thương lúc mà chị bị xe đụng chị vô phòng emergency thì là chị mới chứng kiến những cảnh đó rồi chị mới gọi cho tám chị kể ơi công nhận ha nó hỗn loạn mà thấy không mà mình bình an là mình quá trời may mắn rồi sợ nhất là nước ngập
Nãy bà Linh mới hỏi, ủa bà nói 28 feet là nhiều. Tôi tưởng bà nói lộn. Bà nói là 28. Bà nói là nhiều. Trời ơi, 28 feet là nè, bà coi tin nhắn là của nhắn kìm. Nhà ngập nhà luôn mà. Nè, coi như là tin nhắn của Thảo Lê ở Florida, bà nhớ Thảo Lê không? Đó, Thảo nhắn cho tôi là mực nước lên tới 28 feet. Ngay cái ngày sinh nhật của tôi luôn, mới ghê, ngày 10/10 luôn á. Ngay ngày sinh nhật của Tám mà Tám nhận được một cái tin, trời nó đau lòng kinh khủng. Trời, mình tưởng tượng mình là những người ở đó thì sao? Mình cứ tưởng tượng, lúc nào mình cũng nghĩ là nếu mà mình là mình thì mình như thế nào. Trời ơi, tôi nói trời ơi. Rồi Băng Chinh cũng hay lắm nha, Băng Chinh ấy, em đang suy nghĩ là những người ở nhà thương thì sao? Những người già, người ta ở một mình thì sao? Ta đi không nổi. Thì đó nãy chị nói đó, có những người ở già mà ở có một mình mà coi như hoảng loạn, mà lúc đó cúp điện rồi không thấy đường rồi té, rồi có người còn lên trên bàn ngồi sợ nước lụt đó, rồi xong rồi không có ăn uống gì, cái suy nhược cơ thể luôn đó, lại không có ăn xuống đường á. Rồi với lại tinh thần người ta hoảng loạn nữa, mà người ta không có ai bên cạnh nữa. Bởi vì tôi nói bà lấy chồng đi bà Linh, tôi nói bà lấy chồng đi, nữa lỡ sau này bà ở một mình bà bị hoảng loạn. Hoảng loạn gì, tôi hét lên. Có cái anh đó, ảnh ở ngoài biển, ảnh đòi cưới mà bà không chịu. Trời ơi, mà làm tình gì mà có được diễn phúc vậy? Có kìa, cái anh đó mà không chịu. Cái chị đó nói thôi, còn ảnh có thấy mặt tôi đâu. Nhưng mà bà phải cho người ta cơ hội, cho bà cơ hội chứ. Tôi nói bà lấy đi, xong rồi cho tôi ké tôi ra biển tôi ngồi ké. Rồi em có ké. Tôi mà hoảng loạn là tôi hét lên ông sùm. Hét thì mấy người đó cũng hét đó, mấy người đó cũng la hét trong nhà, đâu có ai nghe đâu. Bởi vì Băng Chinh nó cũng nghĩ ra cái đó hay ghê. Nó chùi nghĩ, đang nghĩ tới lo cho mấy người mà bị bệnh mà trong nhà thương, thì sao mình nói là phải di tản sơ, sao mà di tản nổi ha. Có xe đông lắm chứ bộ, còn không là cho đi lưng trên tầng cao nhất, tại vì ý là cái mực nước nó 28 feet, bà biết không? Ủa, người ta đâu có biết đâu, chỉ có di tản thôi, còn mình đâu có biết nước dâng lúc nào đâu, tại vì người ta đã báo động rồi. Mà ngày sao di tản nổi, trong nhà thương đông lắm, nhất là những người ta đang trị bệnh á, ví dụ như ta máy móc đang máy móc này kia, sao di chuyển, cái đó mới là lo sợ đó. Chứ mình người mình khỏe mạnh, mình đi thì mình không nói rồi. Rồi những người già này kia ha, người ta ở trong nhà, người ta đâu có biết tin tức gì. Đúng đâu rồi. Mà người ta mà đi Mỹ người ta ở một mình nhiều lắm. Mỹ người ta ở già, người ta ở một mình rất là nhiều. Mà xong, bão xong chưa? Xong rồi, bão qua rồi. Hôm qua nó thăm một cái thấy ớm không? Nó đi càng quét á. Tranh thủ tới là Tám hát một cái. Nói vậy chứ là không kịp đâu nha. Bây giờ là vô là phải hát liền, xong rồi đi liền luôn, đi về nhà thay đồ. 1:15 là mình phải đi rồi. Tại lễ 2 giờ mình phải tới trước. Rồi bây giờ là còn 1 tiếng nữa. Mà chạy từ đây về nhà mà biết bao nhiêu tiếng không? Có 20 phút. Người cho là 15 phút đi. Nếu như vậy là mình phải tính là 12:45 là mình phải. Đúng đi rồi. Về không? Giờ 12:15 mình thấy mấy rồi. Tiếng ở giữa trưa hay mà rốt cục xích xoát nhanh luôn ghê luôn. Này cái đường chạy xe mất thì giờ mà may là cũng không có xa lắm nha. Bây giờ là 12:15 mình vô tiếng nữa. Mình hát một cái mình đi liền. Mình đi liền rồi mình về nhà liền, rồi mình còn thay áo dài ra. Rồi mình đi ông tiếp. Ông Quang nữa, gọi ông Quang chưa? Để nói với ông Bác Két nhé, ba sửa soạn sẵn. Nãy về như ông Quang, ông đi đâu, ông chưa có về thôi. Chứ đâu có nhà nào. Hello. Ủa anh chưa về nhà anh? Về rồi. Ủa sao nãy em về mà không thấy anh? Mới về. Mới về hả?
Ừ, anh sửa soạn sẵn nha, 1:15 là em đi á, là đi với em với Két với Linh Trần nha. Ok, nha, sửa soạn sẵn nha. À, bye bye bye. Trời ơi, bà đi đường vòng mà lên nãy. Đi vô ngõ kia nó gần hơn, bà đi vòng bà bọc lại kìa các bạn. Bà coi như là bạn của chủ xăng, chủ cây xăng hay sao. Chắc bà phải bỏ tôi ngay cửa tôi để chạy vô cho nó lẹ bà lên. Ừ. Nếu vậy bà chui vô đây nè. Chui đây hả? Ờ, ừ, không được không được không được, đi là thẳng lên trên nữa. Thẳng lên là chui vô đây nè. Ừ đúng rồi. Đây nè, đúng rồi. Đó, rồi qua đây. Đó, bà đỏ bỏ tôi đây đi. Mình hết chỗ để xe. Đi qua bên chợ đậu. Rồi, ok tôi chạy vô, tôi hát cho tôi chạy ra. Chạy vô có bà giật. Ờ tôi giật micro, tôi hát rồi giật chạy, chạy ra liền nha. Hai chị. Trong vòng 20 phút là 8 đã ra. Tới là cũng phải đợi tí xíu. Xong rồi xin lên hát sớm. Rồi chạy, chạy cho kịp. Rồi đúng 12:45 nè bà Linh. À, đó bây giờ mình đi về, về tới nhà là 10 là về tới nhà là 1 giờ đó, cho là 1:05 đi. Là mình thay đồ cái là đúng là 1:15 mình đi là đúng giờ luôn. Pin pin bà thấy không? Thấy tôi tính giờ là coi như là sát sao luôn á. Nay bà nãy tôi thấy chị Di mặc áo trắng đi ra ngoài, bà chị Di cũng mặc đồ trắng rồi. Ờ tự nhiên hôm nay chị Di cũng mặc đồ trắng luôn. Ủa sao dạo này tôi với chị Di hay mặc giống nhau cái gì ta, không có hẹn mà gặp đứa. Cái bà chị Di nói ủa nãy bà mà sao bà không mặc áo dài, cái này thì hồi nãy tôi mặc áo dài mà tôi về nhà tôi thay áo đầm. Cái xong chị bà nói ủa sao bà không mặc áo dài luôn, nói thì tại vì tôi tính hát nhạc Pháp mà tôi mặc áo dài tôi khó hát, tôi khó ủa nhảy. Ờ cho tôi miếng uống khát nước quá. Chị Di đẹp thiệt. Hôm nay chị Di đẹp quá ha. Chị Di lúc nào mà không đẹp. Cho các bạn xem hình nè. Hình của Tám với chị Di nè, đó. Selfie cho mượn cái nắp đi. Đó, Tám với chị Di selfie nè, thấy không? Đó xong rồi Tám selfie với lại chị Mai Trang Thanh Lan với Nguyệt Ánh. Nguyệt Anh hay Nguyệt Ánh quên rồi ta. Nguyệt Anh. Đó xong bây giờ hình này là selfie với lại chị Si. Rồi bây giờ là hình chụp với lại nguyên một nhóm luôn. Nhưng mà không có selfie, hình chị Si chụp thì không biết giờ có chưa, thì hên xui chừng nào có Tắm đưa lên đây, còn không chưa có thì Tám không có đưa lên. Ủa có cái đồ che nắng không trời, nắng gì dưới đây nè nhé. Rồi không phải ở đây này, cái áo đằng sau. Nãy bà hát bài gì? Tôi hát bài Samba Mambo vui lắm, mọi người vui quá trời luôn. Mọi người cười vui lắm, thích lắm tại vì nó vui á, chứ hình như đầu giờ đến giờ chưa có hát nhạc vui á. Có giao lưu khán giả, có giao lưu khán giả vui, xuống dưới bắt tay các cô các chú đang ngồi ăn, xuống dưới bắt tay các cô các chú vừa ăn vừa nhảy luôn. Đa số người lớn không hay là có trẻ? Người lớn không hà, tiệc của chị Di toàn người lớn không à? Chắc là vậy, chắc chắn là chị Di lớn. Rồi xong nhiệm vụ rồi mình chạy thôi. Nếu mà mình rảnh thì mình ở đó mình chơi, có chị bé heo nữa đó. Nhưng mà không thấy chị bé heo, chưa có thấy chị bé heo tới. Đúng là chạy show hả bà Tám à? Ừ. Rồi đó bà chạy show ở Việt Nam mà có chạy nhanh nhanh vậy không? Có trụ chạy như giặc vậy, chạy bằng xe Honda chứ đâu phải được chạy xe hơi. Có người lái giống như bà đâu. Bà không nói tôi. Ờ, lúc đó biết bà ở đâu nữa. Tôi lái lộ á. Không có biết bà ở đâu nữa, hồi đó tôi hả, tôi chạy xô bằng xe Honda, tôi tự chạy tự lái luôn. Trời ơi.
đó mà có tôi tự hết đó. Luôn coi như là tự biên tự diễn luôn á, hát xong rồi lật đật chạy chạy cách xách xe xách xe giọt giọt tránh chạy tới nơi dựng xe đó chạy vô hát chạy ra leo xe giọt tiếp giọt mà đụng xe cái rầm cái đứng lên chạy tiếp ghê nhưng cướp vậy. Một đêm chạy 9 xô lúc đó có mình à, đâu có ai đâu, bạn bè như lúc đó cũng có ai nhiều nữa. Thế bà không gọi tôi chở cho, lúc đó không biết ở bà ở phương trời nào, lúc đó hình như đâu có tài xế đâu ha. À hồi xưa đâu có đâu mà tài xế chạy cũng đúng ý tôi đâu, tôi phải tôi tự tôi chạy à, nếu mà tài xế mà chở tôi mà không có được là tôi cũng không có chịu nữa. Người nhát á, người ta đâu có chạy lường lường lại gì đâu. Tôi là tay lấy lụa tôi chạy băng chân tay bà thẹo bay tông. Như bay vậy á, thơ thẹo mà không biết hả, chạy như bay vậy. Dù mà cái áo trắng này vô nhìn tay quá ha, tay đuôi à. Tay nên mặc áo dài màu vàng màu trắng luôn. 2-3 giờ trời tự nhiên như thế không hẹn ha, ở đâu có hẹn đâu, đáng lẽ tôi dự tính là tôi mặc áo dài đó tôi đi hát luôn á, dài sáng á, nhưng mà nghĩ thôi còn dư giờ thôi chạy về mặc áo đầm đi, đi hát xong là lại chạy về nhà thay cái áo dài ra đi nhà thờ nữa. À kỳ này lại thay áo dài màu hồng. Bạn ơi các bạn chờ bà Tám thay cái áo dài màu hồng rồi à, xong rồi tới nhà thờ rồi mình up cái clip nha, bởi vì tới nhà thờ thì thánh lễ làm riêng cho Billy, thánh lễ đám cưới làm riêng cho Billy, mà hôm nay quay cũng sáng giờ cũng được 2 clip rồi, cái clip này clip thứ 3 và lễ nhà thờ là clip thứ 4 rồi, xong đó ăn tiệc đám cưới là clip thứ 5. Trời ơi, hôm nay quay 5 clip cho nên là không phòng, clip thứ 6. Ủa clip động phòng nữa hả? Ủa ai nói bà vậy, ai đồ vậy, tự nhiên bà kêu phải quay clip động phòng nữa hả? Trời ơi, tôi tưởng là nguyên một cái ngày bà tưởng với bà tưởng dâu tưởng voi hả? Bà đi quay đi. Bé Ly có cho bà Linh quay clip động phòng không kìa. Đó là hôm nay quay 5 cái này clip. Nó nói là con không có động phòng, y chang con nít hả? Con dạ có bố. Động phòng, con không có động phòng. Tối nay là con say xỉn rồi, con không có động phòng. Cái chú cậu của chú rể nói chữ hạnh phúc cũng hay ha. Hạnh phúc là phải có hạnh, hạnh là phải biết nghe lời Chúa và nghe lời cha mẹ này đó đó, ý là phải sống có hạnh thì mình mới được phúc của Chúa ban cho. Đổ tay. Wow, hay. Chú nói hay quá. Giờ về tới nhà nè, đúng là 1:03 nè, ghê không bà Linh? Yeah. Ghê quá thì ghê luôn. Giờ chạy vô thay đồ cái vô đến nhà là 5 giờ. Đấy, tôi tính giờ không? Nãy 12:45 bây giờ rồi, 1 giờ. Cầm tôi đi vô. Quý Chúa sinh con. Ê, nó nghe nè, còn 2 phút là đúng 1:05 tôi mới vô nhà, tôi ngồi tôi chơi. Nó đúng giờ. Bà đi mà vừa nhà đi vừa múa đi. 1:18 vợ chồng con cái đã thay đồ xong và chúng ta lên xe để đi đến nhà thờ. Đi đến nhà thờ thì khoảng 10-15 phút là vừa kịp lễ 2 giờ, mình tới trước khoảng 10-15 phút là ok. Lên đường. Lê Quang đâu rồi? Đây. Lê Quang mặc quần vét. Bà Linh kêu tôi mặc đồ vest, tôi mặc đồ vest. Dạ thì mặc đồ vest đúng rồi. Ai cũng mặc đồ vest hết anh Quang. Bà Kết mặc áo màu đỏ, áo đầm. Bây giờ từ đây tới đó mấy phút Linh? 5 phút. Chắc 15 phút. Nhà thờ nào? La Vang. Ủa La Vang, chứ không phải mặc bà ra. Cái gì cũng mặc bà ra. Ông Quang lúc nào cũng, cũng tưởng sang mặc bà ra không? Ờ, với phòng gì nữa. Đây là nhà thờ La Vang.
Nhà Lơ Van làm cái tượng đẹp quá. Mới khánh thành quá, làm lễ đông lắm á. Vậy cách, hả? Cách đây 2 tuần. Nghe nói ngày 20 mấy tháng 9 á. Ồ, mới đây luôn á, trong khi mình không biết gì trơn á. Tôi nhận coi là chi. Mình cũng hay thì chẳng biết em gì. Em lo bảo lục luôn không? Em đâu có biết gì đâu. Không nghe nói gì. Đẹp ghê ha bà Linh. Thấy tôi quay đẹp không? Đẹp. Quá trời đẹp luôn. Buổi trưa sáng ra nhà thờ làm gì? Buổi sáng đâu có ra nhà thờ. Buổi sáng là ở nhà của Mỹ Ly. Bây giờ mới là nhà thờ nè. Không, nhà thờ đó là ngày hôm qua em quay đi tập của dân chú rể đi tập nghi thức á. Không, đi lên đi xuống cho nó khớp á, người chứ nếu mà không tập là đi tùm lum á chăm. Ừ. Tại phụ dâu phụ rể nhiều lắm, tập là tập đi cho tùm lum cho nó té lè cho vui, tập là tập cho những người người ta tham gia cái thánh lễ đó đó. Ai cũng phải tập hết á, ai cũng phải tập hết á. Ở bên Mỹ là tập hết. Ừ, Mỹ là phải tập. Ví dụ như tới đâu phải cúi chào, là hai người phải chào cùng một lúc, chứ không phải người cúi lên người cúi xuống. Giống như kỳ đám cưới 20 mấy năm ngày cưới của tôi với ông Quang cũng vậy á, cũng phải tập á. Đi lên đọc xong rồi đi xuống phải đợi cái người kia tới, rồi cùng hai người cùng chào một lúc rồi mới mình mới đi xuống. Nào mình đi lễ cũng không, nếu mà tại vì anh Quang đi hoài thì anh Quang biết thôi, chứ nhiều người ta không biết. Ta không biết là sao, giống như bữa phụ dâu á lên nhanh quá đó. Không nói đâu, phải chừa một quãng xa, tại cái đoàn hát á nó kéo dài, từng cặp đi cách nhau xa lắm. Đúng rồi, nhưng mà cái chị đó chị tập, chị nói là đi chậm chậm thôi để cho cái thời gian cái đoàn ta hát, mà phải đi từ từ. Hôm nay bà Tám thay mấy bộ đồ sáng bộ, lát nãy bộ đi làm, bây giờ bộ áo dài, tối đi tiệc mặc thêm 5 bộ nữa, 5 bộ. Hôm bữa sinh nhật của tôi thay mấy bộ, 5 bộ. À, bữa tháng một lấy mấy bộ luôn á, kỳ này bà có thời gian quá ha. Không, bắt đầu là cam. Rồi cái ru á, ở ngoài đâu có thấy mập đâu, mà lên trên hình nó mập lù. Cái ru á anh, ha anh ha. Cái áo đầm ru của em bữa mặc sinh nhật á, ru đen đen á. Ở ngoài nhìn ốm nghe em nhất à. Tự nhiên lên hình không biết sao mà nó mập lù. Trời ơi. Sao thấy đẹp, hình đẹp mà. Tóc cũng đẹp mà trang điểm, mà trang điểm đẹp ha. Mà trên video á, quay á. À, không, lên video coi. Trời ơi, tôi mập luôn. Thì tại vì cái áo đó nó không có eo. Thì áo nó áo xuông, đừng đòi eo. Nhưng được mà... miễn sao mình rồi thấy... cái đầm cuối cùng á, ở ngoài cũng thấy eo lắm. Mà lên hình nữa hả, nó bóng á, cái vải nó bóng á. Thấy cái áo đó như là cái eo bánh mì vậy. Cái có cái chị tại comment á. Không phải đâu, tại quần áo á. Cái chị đó chị comment trên YouTube, chị nói là trời, cái áo cuối cùng có cái eo bánh mì bự quá. Không tại có... vì chụp chứ hình là... á, cái bóng đó nó làm cho thì mặt đó, thôi, chứ ở ngoài mà đâu có. Nó là lộ khuyết điểm ra hết. Bị lộ eo bánh mì gì đó thì nó trội sốc kỳ, ở ngoài đâu có thấy đâu mà lên hình. Cái áo chỗ đó nó bóng lên, thấy không? Nó là giải bóng cho nên nó bóng lên, cái nó thấy nó phình ra. Không chụp hình mà thấy cái bụng nó bự từ bá, trong khi ở ngoài mình xiết cái eo, mình có nguyên một cái eo luôn, vậy mà lên hình nó vậy đó, nó ác đạn chưa. Cái xong cái chị đó chị nói, cái tôi nó mới nói trời đâu có biết đâu, ở ngoài thì đâu có đến nỗi đâu mà sao lên hình thành cái eo bánh mì, không hiểu luôn. Khi đêm xưa chùa ghé mắt trong, con vui mừng dâng hết sắc, được mong sáng là ăn chưa.
em ăn sáng, em ăn hai đợt, xong là em ăn trưa, xong rồi vô chỗ chi si hát cũng cho nguyên một hộp cơm luôn mà đâu dám ăn, nhưng nhìn thấy cơm là không muốn ăn rồi. Rồi đã tới nhà thờ, ý cô dâu đứng đẹp kia quá kìa. Nhỏ nhắn xinh xắn kìa kìa. Rồi đi vô. Đây là Lê Quang. Đi lễ tới nhà thờ. Nó không đi dậy á, coi chừng bị đau chân nha. Đau chân không vậy anh? Anh rồi cô dâu ngồi dưới đất kìa. Rồi cô dâu đuối, cô dâu ngồi dưới đất kìa. Cô dâu ngồi dưới đất kìa. Xong lấy cái ghế cho nó ngồi trời. Con lấy cái ghế ngồi con. Nhảy ngon chưa? Trời ơi, gì kỳ vậy? Nó chạy hàng hoài à. Ủa gì hả? Đi tới đâu hay tới đó? Tới đâu hay tới đó nè. Đẹp quá ha. Nhà thờ hình tròn. Mình ngồi đâu? Ngồi trên á. Ngồi giữa rễ này nè. Bên kia hoặc ở đây, đây là cô dâu cụ rễ ngồi đây. Ba má mình ngồi đây. Chắc mình ngồi bên kia. Cô dâu vẫn phải lo công việc. Thảo Vũ đi từ Châu Trà qua. Chưa hết, còn nguyên đoàn kìa. Chưa hết rồi. Bây giờ cái clip 12 của cái buổi lễ mình off tại đây nha. Bây giờ mình sắp sửa vô lễ rồi, mình sẽ làm một cái clip riêng bắt đầu buổi lễ đám cưới nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.